Chúng ta cùng giải quyết bài toán dãy số trong cái đề chọn đội tuyển VMO của chuyên Thái Bình năm 2020-2021. Từ cái đánh giá sơ bộ, số hạng âm đầu tiên, tức là số hạng A1 thuộc vào cái đoạn 0 1 phần 2, chúng ta chứng minh tất cả các số hạng của dãy số đều thuộc đoạn 0 1 phần 2. Rồi chúng ta sẽ thấy được rằng cái dãy số này sinh bởi cái hàm giảm trên cái đoạn 0 1 phần 2. Từ đó chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật dãy con để chúng ta chứng minh cái dãy n hội tụ và từ đó tìm ra giới hạn của dãy số này. Và chúng ta cũng sử dụng một cái kỹ thuật khá là quen thuộc để chúng ta đưa ra cái đánh giá này dựa vào chúng ta ghép một cái cặp các số hạng chỉ số chẵn, chỉ số lẻ liên tiếp ha, thì chúng ta có thể chứng minh được điều này. Ta tiến hành ha. Trước hết chúng ta xét cái hàm số sinh ra cái dãy sinh ra cái dãy AN ha. Xét hàm số Fx bằng x trừ 1 bình tất cả bình phương rồi tất cả chia cho 2 chữ x. Chúng ta có được điều sau. Có A1 thuộc vào cái tập y chính là đang xem xét như là cái đoạn 0 1 phần 2 ha. Đây là điều số 1. Tiếp đến chúng ta có thể thấy được rằng là đạo hàm của ôm F này, phải x này, thì nó bằng là x trừ 1 nhân cho 3 chữ x, tất cả chia cho 2 chữ x tất cả bình phương. Dễ dàng thấy được đạo hàm của F tại x nó âm với mọi y thuộc vào tập y ha. Chính vì thế chúng ta suy ra được cái hàm mà F là hàm giảm trên y. Từ đó chúng ta dẫn đến với mọi y thuộc vào y thì chúng ta có Fx cũng như vậy. Fx thì nó nhỏ hơn bằng F0. F0 thì bằng 1 phần 2. Và lớn bằng F1 phần 2. F1 phần 2 thì nó dương ha. Tức là chúng ta có Fx cũng thuộc y nếu như x thuộc y ha. Điều này sẽ cho phép chúng ta kết luận là nếu AN thuộc y thì AN cộng 1 cũng thuộc y. Kết hợp với cái điều số 1 ha. Chúng ta kết hợp điều số 1 và phương pháp quy nạp. Thì chúng ta dễ dàng chứng minh được là tất cả các số hạng của dãy số này, dãy số AN ha. Nằm thuộc y chỉ mọi n lớn bằng 1. Rồi. Hơn nữa cái hàm F là hàm giảm trên y, đồng thời chúng ta lại có A3 nè thì nó nhỏ hơn bằng 1 phần 2 mà A1 thì bằng 1 phần 2. Do đó dãy A2N trừ 1 nè, dãy con này nè, là dãy tăng, nhập nhanh là dãy giảm. Và cái dãy A2N là dãy tăng. Bởi vì chúng ta có AN thuộc y với mọi n lớn bằng 1, tức là dãy này là dãy dãy bị chặn ha. Do đó hai cái dãy con của chúng cũng bị chặn luôn. Chúng ta kết hợp với 2 ha. Ta sẽ dẫn đến hai cái dãy A2N trừ 1 và dãy A2N hội tụ. Để chứng minh dãy AN hội tụ, chúng ta chứng minh hai cái dãy này cùng hội tụ về một giới hạn ha. Đặt A bằng giới hạn của dãy A2N trừ 1. B là giới hạn của dãy A2N. Hiển nhiên chúng ta có A và B đều thuộc y ha. Ta có A cũng chính là bằng giới hạn của A2N cộng 1. Thì nó bằng giới hạn của A2N trừ 1 tất cả bình phương trên cho 2 trừ cho A2N. Thì nó bằng là B trừ 1 tất cả bình phương trên cho 2 trừ B. Hoàn toàn tương tự chúng ta cũng sẽ có B bằng giới hạn của A2N. Nó bằng giới hạn của A2N trừ 1
n trừ 1 của chỉ số ha, rồi trừ 1 tất cả bình phương trên cho 2 trừ a 2n trừ 1 cho qua giới hạn thì nó bằng là a trừ 1 tất cả bình phương trên cho 2 trừ a. Chúng ta biến đổi ta nhân chéo ha, rồi sau đó ta biến đổi một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy được rằng a bằng b thôi. Ừ. 2a trừ ab bằng bình bên phải này là bên phải này là b trừ một tất cả bình ha, bằng b bình phương trừ cho 2b cộng 1, đây là 2 lần b trừ ab bằng a bình phương trừ 2a cộng 1. Từ đây chúng ta sẽ dẫn đến là a bình bằng b bình, bởi vì nó cùng bằng là 2a cộng 2b trời trừ ab rồi trừ 1 ha. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra a bằng b ha, a bằng b bởi vì ab đều dương ha, đều không âm, suy ra a bằng b dẫn đến a bằng b. Và a bình phương 2a bình phương luôn ha, thay vào đây ha, thay b bởi a thì chúng ta sẽ có được là 2a bình phương trừ 4a cộng 1 bằng 0. Chúng ta chú ý rằng là a của ta nhỏ hơn bằng 1 phần 2 ha, thì từ đây nè ta có cái phương trình này có hai nghiệm, một nghiệm lớn 1/2 và một nghiệm nhỏ 1/2. Từ đó ta sẽ suy ra được a bằng b bằng 1 trừ cho căn bậc 2 của 2 trên 2. Hơn nữa từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra được là dãy A2N nó bị chặn dưới bởi cái giới hạn của dãy này ha. Ý B ha, ta có nhận xét là dãy A2N trừ 1 ha là dãy giảm và hội tụ về về A. A chính là 1 trừ căn bậc 2 của 2 rồi chia 2. Và điều đó có nghĩa là A2N trừ 1 nó lớn hơn A ha. Vì A2N trừ 1 lớn bằng A với mọi N lớn bằng 1. Hoặc là viết kỹ hơn lát nữa thì chúng ta dùng cái này ha, A2K trừ 1 lớn bằng 1. Tiếp đến chúng ta sẽ kiểm tra cái một cái kết quả sau. Chúng ta ghép anh ta là chứng minh nè, ta có x cộng gx nè, ta chứng minh x cộng gx lớn bằng 2a với mẫu x lớn bằng a nha, thì nhập chúng ta gx mà lại fx. Nếu chúng ta có được điều này thì chúng ta sẽ có được là a2n trừ a2k trừ 1 cộng a2k nó lớn bằng 2a được ha. Thì nó bằng x cộng cho x trừ 1 tất cả bình phương trên cho 2 trừ x thì nó bằng là quy đồng, rồi nói chung là nó thu gọn ha, 2x trừ x bình phương, đây là có x bình phương trừ 2x cộng 1, nói chung thu gọn ra là 1 trên 2 trừ x. Chúng ta xét x lớn bằng a nha, cái hàm này là cái hàm hàm hx là bằng 1 trên 2 trừ x nè, là cái hàm tăng trên khoảng trừ vô cùng đến 2 ha, trên khoảng 0,2 hoặc trên số y đó, thì nó lớn hơn bằng 1 phần 2 trừ a. Ở trên chúng ta chú ý rằng là a nó chính là nghiệm của phương trình là 2a bình phương trừ 4a cộng 1 phần 0. Từ đó chúng ta dẫn đến 2a nhân cho a 2 trừ a bằng 1, hay là 1 phần 2 trừ a bằng 2a bằng 2a. Điều này đúng với mọi x lớn bằng a ha.
Ở đây chúng ta xem cái đánh giá chúng ta là lớn bằng hay lớn hơn, lớn bằng thôi. Rồi, vậy là được rồi. À, nhớ rằng là A2K trừ 1 thì nó lớn bằng A nha. À, chính vì thế chúng ta có thể thay x bởi A2K trừ 1 thì chúng ta sẽ suy ra được A2K trừ 1 rồi cộng cho F A tác động vào A2K trừ 1 tức là cộng A2K thì nó lớn bằng 2A với mọi K lớn bằng 1. Rồi chúng ta lấy tổng này. Tổng nhưng mà khoan ha. Chúng ta xét cái trường hợp thứ nhất, trường hợp 1. Nếu như N là số chẵn ha, chia hết cho 2. Giả sử M, N bằng 2M. Thì ta lấy tổng ở trên đó đó. K nó chạy từ 1 đến M ha. Ta có. Tổng. K chạy từ 1 đến M. A2K trừ 1. Cộng A2K. Thật ra cái tổng này chính là tổng AK. K chạy từ 1 đến N ha. Tổng. K chạy từ 1 đến N. AK nha. Ta ghép hai cái số hạng. Chỉ số chẵn lẻ liên tiếp ha, ghép lại nè, chỉ số lẻ với chỉ số chẵn liên tiếp ha. Rồi mỗi cái số hạng trong tổng này lớn bằng 2a thì lớn bằng tổng k chạy từ 1 đến m 2a. Các số hạng trong đây không đổi nè, không phụ thuộc vào k nè, thì kết quả nó bằng 2a nhân cho m nè, số lượng số hạng đó, 2m nhân a thì nó chính là na nè. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái tổng AK K chạy từ 1 đến N chia N thì lớn bằng A. Do đó tổng AK K chạy từ 1 đến N tất cả chia cho N thì lớn bằng A. A chính là 1 trừ căn bậc 2 của 2 trên 2 nha. Trường hợp N lẻ thì chứng minh cũng tương tự, N chia hết cho 2. Lưu ý rằng khi n bằng 1 thì nó tầm thường, hiển nhiên ha. Vì A1 trên cho 1 thì bằng A1 và A1 thì lớn bằng A. Rồi chúng ta xét cái trường hợp lớn n lớn hơn 1 ha. Thì ta có n bằng 2m cộng 1. Thì chúng ta làm tương tự bên trên ha. Tổng K chạy từ 1 đến 2M AK rồi cộng thêm AN thì lớn bằng. Lưu ý rằng cái tổng này nè thì chúng ta xử lý giống như trên nè, nó chính là cái trường hợp bên trên đó, thì với tức là trường hợp N N chẵn đó thì lớn bằng 2 lần M nhân A cộng AN là với chỉ số N lẻ nè, cái đó AN nó lớn bằng A. Thì nó bằng 2m cộng 1 tất cả nhân A tức là bằng n nhân A. Thì chúng ta cũng suy ra điều cần chứng minh ha, suy ra tổng AK K chạy từ 1 đến n tất cả chia cho n thì lớn bằng A. Vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài dạy số trong cái đề chọn đội tuyển của chuyên Thái Bình ha. Cái bài này cũng có sự liên hệ với cái bài dạy số trong cái kỳ VMO 2018 này. Rồi có cái bài của Tiền Giang hay là gì không? Tiền Giang hay là Kiên Giang gì đó năm ngoái 2023 2024 này. Chúng ta dừng lại ở đây.